cuộc đời ngày sau tàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc sau ngang tàn trên quê hương. Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngôi vì tay súng giặc nào. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sống. Tâm lược trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người, cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, sông núi từng đoàn người đi chẳng nề chi, gà trẻ gái trai giơ cao tay trong quân xâm lược, trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam.